Hello mọi người, rồi trên tay mình đang là một cái mẫu khung chống nước nha, dành cho Osmo Action 3 nha. Hàng Ford, nói chung gia công cũng khá là đẹp và quan trọng là cái giá nó mềm, anh em mình dễ chơi. Hàng chính hãng thì giá nó cao, nói chung có chi phí thì chơi hàng chính hãng. Còn nếu mình lâu lâu mình sử dụng, lâu đi biển bơi rồi này nọ thì mua một cái khung chống nước, tầm mình đang bán tầm 350-400 thì giá nó hợp lý, nó mềm mình dễ chơi, không quan trọng ấy. Tại lâu cái nhu cầu sử dụng người Việt Nam mình thật sự là không có chuyên và cái lặn nhiều đó, nên mình mua đi chơi biển rồi lâu với gia đình rồi này nọ du lịch thì mình dùng thôi cho nó an toàn cái máy thôi. Rồi, và đánh giá về ngoại hình nha, thì thiết kế nhựa trong ABS làm khá là liền lạc, ok. Rồi bên này có một cái cao su để gắn đèn nè, để gắn những cái đèn led mini chống nước á, gắn ở dưới nước trên này cũng có luôn. Hai cái, một cái nâng cấp rất là một cái điểm cộng nha. Hồi xưa chỗ này nó phẳng luôn, cái này phẳng luôn, bây giờ làm thêm cái này rồi, một điểm cộng. Thế thì tuy nó nhỏ mà nó rất là cần. Rồi, viền đen đen thì nó đòn cao su, mình mở ra thử. Để bấm vô gạt lên, ok. Rồi, phía bên trong thì nó cũng vậy luôn, những cái ron cao su nó viền xung quanh đó, nó đều phía bên trong thì nó vừa máy rồi, tại vì nó thiết kế nó chạy theo khuôn mà, nên bạn cứ yên tâm, tại thiết kế theo khuôn nó vừa rồi nó mới làm ra được cái khung này đấy, nên yên tâm vào cái vấn đề đó. Đó, bên phía bên trên đạm cao su phía dưới này luôn nè, để không có tránh nó chạm vào màn hình nè, bị cứng màn hình nè. Đó, những cái ron viền xung quanh nè để chống nước vào nè, kín hơi nè. Đó thì mình đưa cái này lên, gạt này vô, đưa xuống, ok, rất là chắc nha, làm theo kiểu mà khóa lại, ok, giá được. Nói chung là tại hàng Ford thì đây mình bán nhiều rồi, từ Goro, nó Motion 3, Motion 1 từ hồi xưa luôn, thì cái form nó như nhau rồi, thì một cái hãng China nó gia công rồi nó bán thôi. Chung với mức giá này thì được, anh em dùng, dễ chơi dễ dùng, đi kèm cùng có một cái mâu gắn nha và một cái chốt. Ủa, không dùng được Osmo Action 3. Cần thì cứ liên hệ mình nha, giá cực kỳ tốt cho mọi người luôn. Rất là ok.